Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 245 triệu đồng. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định số 578 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, trong năm 2021, công ty đã có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân. Doanh nghiệp này cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Hoàng Anh Gia Lai còn bị xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật liên quan khi báo cáo tình hình quản trị. Công ty năm 2021 của công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan và người nội bộ. Trước những sai phạm liên quan trên, tổng cộng mức phạt mà Hoàng Anh Gia Lai phải nhận là 245 triệu đồng.